Chào mừng anh chị đến với kênh của Xe Đạp Toàn Cầu. Đây, lại một mùa xuân mới chuẩn bị cận kề, đó là xuân Nhâm Dần. Em xin thay mặt ban giám đốc cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty Xe Đạp Toàn Cầu gửi tới anh chị cùng gia đình chuẩn bị đón mùa xuân mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và đây là những hình ảnh anh em cán bộ công nhân viên trong công ty đang chuẩn bị những quà Tết gửi tới đại lý anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, khách hàng trong thời gian qua đã nhận có nhiều dấu ấn cùng với Xe Đạp Toàn Cầu, và công ty Xe Đạp Toàn Cầu đang chuẩn bị những quà tặng Tết để gửi tới anh chị. Và quà tặng trong năm nay có rất là nhiều điểm đặc biệt, những món quà giá trị. Vâng, thiệp chúc mừng năm mới Xe Đạp Toàn Cầu Happy New Year. Vâng, Tết 2022 chúc Nhâm Dần. Đầu tiên đó là một cuốn sổ Xe Đạp Toàn Cầu Savanai Fascino. Vâng, anh ơi mở giúp em cuốn sổ này ra vậy ạ. Vâng, đây là cuốn sổ Xe Đạp Toàn Cầu Savanai Fascino. Đây là những thương hiệu rất nổi tiếng từ công ty Xe Đạp Toàn Cầu phân phối tại thị trường Việt Nam. Với vị trí kinh doanh, chất lượng không bao giờ là điều ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, định hướng đúng đắn, năng lực thực thi khéo léo và kinh nghiệm tích lũy của một đội ngũ tinh anh. Vâng, đây là một triết lý rất nổi tiếng từ Tôn Đắc Kim. Vâng, chúng tôi luôn nỗ lực vì bạn. Xe Đạp Toàn Cầu vì một hành tinh xanh. Savanai Fascino. Vâng, với cuốn sổ này sẽ được gửi tới anh chị đại lý. Và với cuốn sổ này anh chị có thể dùng để ghi chép những thông tin nhập xuất hàng hay công nợ, và rất thuận tiện. Tiếp theo, quà tặng năm nay thì công ty Xe Đạp Toàn Cầu còn có thêm rất nhiều đặc sản, như từ Hưng Yên có long nhãn Hưng Yên, có hạt sen từ Hưng Yên và bánh Danisa. Và đây chính là những cái bộ cốc được từ làng nghề Bát Tràng. Và Bát Tràng sản xuất Xe Đạp Toàn Cầu Savanai Fascino. Có những món quà đặc biệt, và do tình hình dịch bệnh nên Xe Đạp Toàn Cầu sẽ gửi thành nhiều đợt cũng như là nhiều lần khác nhau để gửi những món quà nhanh nhất tới quý đại lý. Vâng, như đây là đặc sản Tây Bắc và có hướng dẫn sử dụng món đặc sản này. Đây là thịt lợn gác bếp đặc sản Tây Bắc. Vâng, anh em Xe Đạp Toàn Cầu sẽ đóng những phần quà gửi tới quý đại lý. Vâng, tất cả những phần quà thì sẽ được anh em cán bộ công nhân viên đây đóng lại.